Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Khoa Story. Thì ở đây trong video này thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền của Việt Nam cũng như là một số tờ tiền của quốc tế. Thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì bạn nào muốn biết thêm thông tin về các tờ tiền hay là muốn mua các tờ tiền thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Thì đầu tiên ở trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 20 đồng vàng Đông Dương. Tờ tiền này in năm 1936. Đây các bạn có thể nhìn thấy tờ tiền ở đây còn được gọi là tờ tiền vòng nguyệt quế. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đây, tay đang cầm vòng nguyệt quế này. Mặt trước và mặt đằng sau thì đều cũng vậy. Đấy. Nhưng cái tờ tiền này chất lượng thì như là các bạn có thể nhìn thấy các vết rách ở bên các mép rồi nhá. Tuy nhiên là bên trong thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Và khu vực bảo an này, đây mình sẽ xoay ngược sáng cho các bạn xem này. Đấy, hình chim bảo an là hình ảnh của một tượng một vị thần nào đó của nước Pháp. Cái tờ tiền này thì mình bán với giá là 200.000 đồng nhá, chất lượng còn rất là đẹp. 200.000 đồng cho cái tờ tiền này. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 100 đồng của Đông Dương. Tờ tiền này thì in năm 1946. Mặt trước là hình ảnh của các bức tượng ở đền Angkor Wat ở Campuchia. Còn mặt đằng sau là hình ảnh của những người nông dân Việt Nam đang gánh thóc hay gánh muối gì đó. Thì cái tờ tiền này còn gọi là tờ tiền 100 đồng gánh muối. Nên mình nghĩ là những hình ảnh này là hình ảnh người nông dân đang gánh muối. Đấy. Chất lượng thì như là các bạn có thể nhìn thấy còn rất là đẹp nhá. Đấy, các góc cạnh thì vẫn còn ok. Tuy nhiên là ở đây thì đã bị bẩn và bị ố vàng rồi này. Và cũng có một số lỗ kim ở trên tờ tiền. Thì cái tờ tiền 100 đồng này vẫn còn đẹp như thế này thì mình bán với giá là 200.000 đồng nha các bạn nhá. Khổ là khổ dọc lớn, khổ dọc dài. Rồi tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền 100 franc của Pháp phát hành. Cái tờ tiền này thì là tờ tiền của được sử dụng tại nước Pháp nhá. In năm 1936 thì các bạn thấy rằng là hoa văn họa tiết của cái tờ tiền franc này cũng rất giống với các tờ tiền Đông Dương mà Pháp cho lưu hành tại Việt Nam. Năm in là 1936 này, mặt trước thì như một là bức tranh cổ tích, còn mặt đằng sau hình ảnh đây rất là đẹp. Thì cái tờ tiền này thì nó đã bị rách một vết góc ở đây rồi. Và mình bán với giá là 170.000 đồng nha các bạn nha. 170.000 đồng cho cái tờ tiền. Và khổ cũng là khổ lớn đấy. Khổ lớn. Rồi tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là một đồng vàng Đông Dương. In năm 1942, tờ tiền gọi là Phật ngồi màu tím hay còn gọi là thuyền buồm tím nhỏ ấy. Đây, mặt trước và mặt đằng sau đây. Mặt đằng sau là hình ảnh của hai chiếc thuyền buồm nằm ở Vịnh Hạ Long nhá. Đây là quang cảnh Vịnh Hạ Long cách đây gần 100 năm về trước. Đấy, tờ tiền một đồng vàng Đông Dương này rất là đẹp. Tuy nhiên rằng là nó về chất lượng thì đã bị gấp ở trong giữa khá đậm ở đây này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Thì cái tờ tiền này mình bán với giá là 120.000 đồng cho các bạn sưu tầm. 120.000 đồng. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền 10 đồng. Đấy, chất lượng gần như là mới 100% luôn. Màu đỏ xoăn cực kỳ là đẹp. Đấy. Ở bên ngoài thì nhìn cái tờ tiền này còn đẹp hơn so với lại ở trong video nha các bạn nha. Đây các góc cạnh này vẫn còn rất là sắc này. Đấy, tờ tiền số series là 1813. Cái tờ tiền 10 đồng đỏ đẹp như thế này thì mình bán với giá là 50.000 đồng nha các bạn nha. 50.000 đồng cho cái tờ tiền mới, rất là mới. Rồi tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về hai tờ tiền dính liền với nhau. Tờ tiền 5.000 của Triều Tiên, mặt trước và mặt đằng sau đây. Tờ tiền này là tờ tiền của Triều Tiên nhá, số series này vẫn còn này, liền số series. Và cái tờ tiền này thì người ta chưa cắt. Nếu bình thường ra thì người ta cắt đôi cái tờ tiền này ra thì được hai cái tờ tiền, nhưng mà ở đây thì họ cho dính liền vào với nhau. Vậy thì các bạn sưu tầm thì vẫn còn rất là đẹp với cái loại này, cũng khá là độc và lạ. Đấy, cái tờ tiền 5.000 này, hai tờ tiền 5.000 này thì mình bán với giá là 80.000 đồng nhá, 80.000 đồng cho cái đôi này, cho cái tờ này 80.000 đồng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. Thì tính ra thì hai cái tờ tiền này thì mỗi tờ tiền thì nó rơi vào là 40.000 đồng nếu như mà các bạn cắt ra. Rồi tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 5 đồng in năm 1948. Tờ tiền này thì không còn được mới nữa. Đây, mặt trước và mặt đằng sau đây. Và mình bán với giá là 40.000 đồng nhá. Tờ tiền 5 đồng tài chính cụ Hồ, 40.000 đồng. Rồi ở đây thì mình có hai cái tờ tiền là 50 đồng và tờ tiền 2 đồng thì các bạn có thể nhìn thấy màu của nó này đã bị bạc theo thời gian hay là theo tẩy thì các bạn cũng có thể đoán thử xem. Mặt trước và mặt đằng sau đây. Đấy, hai cái tờ tiền này là bị người ta nó tẩy cho đến mức là bạc trắng luôn đấy. Đấy. Tuy nhiên là hoa văn họa tiết thì vẫn còn có thể nhìn được mặt trước đây, mặt đằng sau này. Đấy. Và cái này thì mình bán với giá là 20.000 đồng một tờ cho các bạn sưu tầm nhá.
mất công người ta đã tẩy trắng rồi thì mình mua về để sưu tập. Rồi 20.000 đồng trên một tờ. Rồi tiếp nữa thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 100 đồng in năm 1980, chất lượng rất là mới. Đây 100 đồng đây. Đấy, số series là 9493 39493. 100 đồng. Tờ tiền này còn gọi là 100 đồng quả trứng nha các bạn nha. 100 đồng quả trứng. Đây, cái khu vực này nhìn nó tròn tròn như quả trứng nên gọi là thế. Đây là quang cảnh của Vịnh Hạ Long này, chất lượng tiền thì rất là đẹp. Và cái tờ tiền 100 đồng này mình bán với giá là 70.000 đồng nhá. 70.000 đồng cho cái tờ tiền chất lượng đẹp như thế này ạ. 70.000 đồng. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về một tờ tiền khổ khá là lớn, đó chính là 1.000 Mark Đức mặt trước và mặt đằng sau đây. Tờ tiền này thì được in năm 1910. Đấy, năm in là 1910. Như vậy là cái cụ này thì năm nay cũng rơi vào là 110 năm tuổi. Tờ tiền 1.000 Mark Đức. Cái tờ tiền này thì mình bán với giá là 100.000 đồng nhá. 100.000 đồng cho cái tờ tiền Mark Đức này. 100.000 đồng. Rồi, tiếp theo là giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 5 đồng vàng Đông Dương in năm 1936. Đây, mặt trước và mặt đằng sau của tờ tiền, chất lượng giấy thì vẫn còn rất là cứng cáp. Tuy nhiên là đã bị vết này là giống như kiểu vết cháy ấy. Đấy, 5 đồng gò mối. Cái tờ tiền này thì mình bán với giá là 90.000 đồng nha các bạn nha. Chất lượng thì vẫn còn rất là đẹp, 90.000 đồng cho các bạn sưu tầm với cái tờ tiền 5 đồng Đông Dương này. Đây, xoay ngược sáng cho các bạn xem về hình chìm Bảo An này. Đây, đây hình ảnh này, hình chìm Bảo An này, hình ảnh của một vị thần. Rồi, tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 10 đồng in năm 1966, mặt trước và mặt đằng sau đây. Cái tờ tiền này thì hình ảnh hoa văn còn rất là đẹp này, hình ảnh ba cô gái này, các biểu tượng này. Tuy nhiên rằng là cái tờ tiền này thì đã bị gập giữa rồi nha các bạn nha, gập giữa như thế này. Mặt trước và mặt đằng sau đây để cho các bạn xem này, khi xoay ngược sáng này sẽ nhìn rõ hơn này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình rõ hơn cái phần gập giữa ở bên trong cái tờ tiền. Thì cái tờ tiền này thì mình bán với giá là 180.000 đồng nhá. Cái loại này thì nó khá là hiếm ở trong bộ năm 1966. Rồi, tiếp tục nữa thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền là 1 đồng năm 1963. Đây, 1 đồng máy gặt. Tờ tiền này rất là mới, gần như là mới 100% luôn. Có một vết này là vết ố rồi. Đây, mặt trước và mặt đằng sau của tờ tiền. Thì cái tờ tiền 1 đồng Đông Dương này, 1 đồng năm 1963 này thì mình bán với giá là 40.000 đồng thôi nhá. 40.000 đồng cho cái tờ tiền này. 40.000 đồng. Rồi, tờ tiền tiếp theo là tờ tiền 5 đồng in năm 1966. Đây, năm in của nó đâu nhỉ? Rồi, 1966, năm in của tờ tiền này. Đây, mặt trước của tờ tiền là hình ảnh chiến thắng. Đây, mặt sau là một hình ảnh của những người công nhân ở trong nhà máy dệt Nam Định. Nó cũng na ná như kiểu là tờ tiền 2.000 đồng mà chúng ta hiện nay đang tiêu. Đấy, mặt trước và mặt sau của tờ tiền. Thì cái tờ tiền 5 đồng này mình bán với giá là 40.000 đồng nha các bạn nha. 40.000 đồng cho cái tờ tiền 5 đồng này, còn rất là đẹp. Rồi, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền như thế thôi. Thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì bạn nào muốn biết thêm thông tin về các tờ tiền thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.